Nhiều dã man. Luống này nữa là xong. Trên này trồng hoa thôi. Tí nó trộn một bao phân xong mà trộn một đống thừa thì cho vào đây này. Món phân là nó mới tốt. Mệt không? Không. Mày như thể dục cứ để mệt. Thể dục cho khỏe ra hả? Thì muốn ra hẹ của anh rồng thì cứ phân chậm chậm trắng lên lên được gì cả. Món phân nó mới lên được. Đúng mệt không anh? Yeah. Thử sâu lắm. Ăn cỏ chứ không phải là ăn cả rau nữa. Chỗ này nó cỏ nó cũng ăn luôn. Nhiều dã man.
ngoài đấy trồng luôn đi, cuốc xong rồi đấy. Vâng. Tí này rồi đi để phân để dùng mũi bắn. Khổ quá, nó dọc xuống như kiểu luống rau thôi mà. Ừ. Mình trồng vào xong mấy nó leo lên thì mình làm dàn to ra cũng được. Ừ. Mai mình cắm bò lên không cho nó. Sọt luôn. Anh uống này được chưa vợ? Được. Thế này rồi nhỉ? Nhé. Ừ, chụp phân đi. Trồng dân nó. Phân một thôi mà. Trồng thưa ra một tí cái dọc này, còn dưới ngang nó có bằng đấy rồi thì. Ừ. Ừ. Bằng này thôi đúng không? Ừ. Theo ý anh hết. Nó là hợp lý được.
Chồng ơi, xem giống vừa để đâu nhá. Xem quanh đấy là thấy không? Có, thấy rồi. Cái cuốc xong nghỉ tí không chồng? Vâng. Xong. Lấy chậu lên đây anh ơi. Anh thả phân kia đi. Ừ, mỗi người thả một thứ cho nó. Thả nốt từ thằng này lại. Ừ, cái tầm này nó. Cho thêm ít phân chuồng này nó mới xốp đất. Cho lẫn vào. Thế bay đảo đảo. Cho hạt giống luôn nhá. Lấy thêm bao nữa. Chưa, ấy thì tí trà thề. Đả phân cho nó, đất cho nó đều nhau đã. Không có nó sót. Xong phân ra. Xong rồi. Vợ đi trồng cha luôn đi, cha hạt đem đi. Trồng đảo nốt cái này cho. Xem ở dưới trùng lợn xem. Hai phân cứ phân này trộn vào các hợp lượng. Ướt định nhỉ? Cố định. Em bật hết à. Tao động là vinh quang. Bố ba đây nhỉ? Cái phân túi thì sợ cho ít rồi. Các ít rồi. Đi đâu? Con nót này này. Thế thôi anh. Còn luống này nữa là xong. Xong sắp xong chưa? Còn hai uống nữa anh ạ. Đây gạt nốt chỗ này cho nó bằng bằng cho nó. Đất nó đẩy này. Come here, come here.
than thế. Đi nhá.
trồng buổi trưa. Về thôi. Chưa đi về.
cho phân trồng chuối à? Cho anh xin mấy cái chuối hôm nọ em bảo anh xin nhá. Anh chặt về cho lợn. Quả đi em ơi.
Vợ ơi. Anh về rồi à? Ờ, về rồi. Nắng không được em? Đến đâu rồi à? Em đến đâu về được mũi rồi. Con chồng về lâu đấy. Chặt chuối ở bên kia. Xin nhà bên kia. Được nhiều không? 5-6 cây. Để em đi bắt cùng anh. Thôi, vợ ở nhà làm rau đi. Làm cỏ rau mới bắt sâu rau đi. Chuối nặng lắm để trồng vác thôi nhá. Vâng. Để em đi nhổ cỏ. Ừ. Còn nhiều không anh? Còn 4-5 cây nữa. Làm mấy chuyến nữa hết rồi mà. Để em đi nhổ cỏ rau. Được nhỉ? Ừ. Đấy nhổ hết à? Nhổ để vun vào cho nó mập lên một tí. Mấy cái càng này gầy quá. À. Nhổ nhá, tao cũng làm mấy chuyến nữa nhá. Vâng. Nhanh thế không quay không ngủ tối mất rồi. Không kịp thì mai làm thôi. Sắp tối rồi, chắc để mai ăn phay thôi. Ừ. Gần tối rồi nhờ. Đấy, xong vợ chồng mình nấu cơm ăn xong mai làm nhỉ. Chắc để mai làm, không làm không kịp. Cẩn thận đừng làm đứt dây trong cháu. Chuyện nữa, đến cuối cùng. Nó nhổ xong chưa? Cả nhà mình tốt nhờ. Ơi. Mẹ nghỉ tí xong nhóm của em cái bếp tí nấu cơm. Ừ, nó buồn rồi chắc là nó nấu cơm ăn cơm thôi nhỉ. Vâng. Có đói chưa? Em cũng không đói lắm. À. Em làm cố nốt chỗ này cho xong á. Chồng nó bếp nấu cơm nhá. Vâng. Nhiều cỏ quá. Xong nhóm đun nồi nước lên để tí tắm anh ơi. Đang nhóm bếp. Em làm cố luống này đã. Trời sắp tối rồi nhờ. Nhớ nhổ luôn ít rau ăn nhá. Đây, nổ ít rau. Chúng mình ngon trong kia. Ừ. Ngon rồi. Đúng rồi. Màu. Hoa sắc màu.
chưa cái gì. Nấu gì đấy? Nấu phở đây. Ngon thế. Lấy đũa này. Phở gà. Mấy nhà kia đi làm sớm nhỉ? Mẹ đi chỗ ngô sớm. Ngon đi. Bạn lấy cái đũa đảo đi. Là vị đấy. Hay quả trứng à? Ừ. Có ăn được không? Không, có ăn thì thôi. Để lâu quá nó nhìn không ngon. Cho ít mì chính vô đi bữa. Không ăn mì chính đâu, bỏ sữa ấy. Mì chính hạt tiêu. Đúng rồi. Múc ra đi, cho ấm nước. Đun sôi thì uống. Cho anh hai quán luôn. Ôi hàng xóm mọi người ăn đi trồng ngô ở gần đây rồi. Mình ăn xong đi làm thôi, không muộn. Phở ngon nhỉ. Trồng ngon nhỉ. Vẫn trứng như này. Anh có à? Cho quả nữa. Đây hai quả đây. Chuối không có lợn. Để mấy người bắt lợn về có ăn luôn rồi. Mà ngày trời cũng mưa chẳng làm gì. Trồng nó khoảng ngon tuyệt. Thử mai thử thế coi đi nhá. Thử ngon không? Trứng này ngon trồng. Trứng cả ta. Ăn xong chưa? Xong để bác đợi tí vừa gửi đâu. Đấy, tí rửa nhá. Chỗ đấy. Vâng. Ôi, no quá. Các bác đang tập trung trên trồng ngô rồi. Thôi đi ấy đi nhờ. Chồng bê máy lên đi. Đi thì ngủ nó không được đâu. Hai chuyến lợn đâu nhỉ? Đấy, ở sân nó rộng rồi gọi nhà. Vâng. Và dòng cái dây điện đây nhé. Đây em đang dòng đấy. Kiểm tra xem được chưa? Bạn chặt rồi đấy. Mang về sát cái ổ này một tí.
đôi ra. Chặt cái đầu đi cho nó đỡ ấy nhỉ. Đỡ bụi, à đỡ đỡ, 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 đỡ sỏi vàng nó cùn dao. Chặt đôi ra cho bê cho dễ nhá. Chặt quá. Bóc cái này. Wow, to quá. Bóc này mình nhìn thấy nó dễ hơn. Mình cậy mãi không thấy nó đâu. À đây rồi ạ. Thằng ấy vợ bóc đi nhá. Vâng, anh sẽ làm đi. Thank you.
Mình đi ấy thôi, lấy thùng về ướp luôn. Cầm đi qua đi. Chọn một bát cái này tí cho mẹ. Có ít đá su hào cho nó nốt nhỉ? Không, không cần đâu. Cầm cái men vào đây.
còn ra đảo luôn. Mang đây rồi. Chắc 3 4 gói nào vợ. Vâng. 3 gói là nó mới đủ, nó mới nhanh lên men. Chân nó chân đấy. Đấy, rắc đều. Không làm nhanh thì nó chẳng nóng. Rồi, rắc hết trong nào. Tí nữa đã. Nốt lần này không phải rắc tiếp. Thêm một gói nữa nhỉ? Ừ. Không thì phải 2 gói nữa. 2 gói nữa. Cho 2 gói. Men này là về trời nóng. Nóng mới lên men. Nửa nữa đi. Đấy chưa? Nóng nha. Ừ. Bắt đều như vừa nãy. Bắt đều xung quanh. Bây giờ muốn gì? Cho muốn ăn men gì? Men. Cho vào đâu được bình thường? Hả? Để gọi nó vào đi. Đây bê bột ngô đây. Bột ngô này lợn ăn béo lắm nhỉ. Người ăn còn béo lắm là lợn. Sao biết? Để đặt cái chậu lên giữa này. Thơm thế. Ngô này, men này, không thơm nữa thì thôi nhỉ. Con tơ con vẫn kia. Sao bọn này đối nhỉ? Ừ. Một chậu thôi nhỉ? Một chậu thoải mái rồi. Quá ngon nhỉ. Không ngon bổ dưỡng. Thơm quá, ăn thơm rồi. Ăn xong rồi. Mới vừa làm tí. Đấy, làm đi. Cái gì dính ở vào đây ấy? Buột ngô. Em quyệt ngô cho anh còn gì nữa. Em quyệt ra mà. Thôi đưa chồng nào nốt cho. Em đi lấy. Ừ, lấy chậu về đây để bê xuống dưới cho vào thùng. Đúng rồi, to luôn nhá. Ừ. Em xúc vào đây không? Em xúc xanh nhá. Xúc xuống nha, để nuốt thùng dưới kia mai cho lợn ăn cho nó tiện nhờ. Vâng. Để đi về lại nặng lắm. Đấy, xúc xăm đất nó dễ hơn. Xăm nền đấy. Chậu to này có khênh được không? Gọi bê chậu bé để chồng bê chậu to cho. Sợ nặng không ấy? Đấy, chậu bé. Rồi, xem. Nặng không anh? Được, cho đây một xúc nữa. Một xúc đấy. Vừa đây có nặng đấy. Vâng. Chậu bé mà. Ăn cái gì? Ôi, chậu thùng đen này. Số to đấy hả? Đặt luôn chỗ anh cạnh đấy. Ra đây nhá. Đấy, xuống rồi, xuống rồi. Chỗ anh nặng không? Ba chúng hết rồi. Chẳng có đâu. Không cả. Làm ra nhanh hơn đấy. Cùng
mấy cái này cạo được, cạo mấy cái này hết rồi mà. Rồi cho nó hết vào đấy được mà. Hôm nay cho hết thùng kia. Hai thùng luôn hết đấy. Trong bên nghỉ tí đi. Rồi, chắc là nghẹn nó hết đấy nhỉ. Chắc là phải cho nó hết một xô. Thằng nào cũng sắp hết rồi mà. Dí nó xuống. Rút vào sọng cái gì? Hết được không đấy? Đi nó xuống. Đây đây đây, cho chia ra chia. Ôi, gió gió mạnh thế này. Buộc nốt cái này đấy nhỉ. Buộc vào nó kín nó mới lên men. Ừ. Ừ.
nghỉ tí đi cho con ngủ. Vợ chồng mình dọn chỗ kia nhá. Vợ mình trồng hoa nhỉ. Ăn xong đi nhá. Sao chúng nó? Chỗ này gieo hoa nhỉ? Ừ. Lấy cỏ hàng Hoa Quốc. Cái này nhiều lá quá anh ạ. Ừ. Trước chủ nhà cứ cho họ đổ cát trước vào đây đá đi. Ê. Gieo hoa mà nhiều họ có ở cho mình đẹp quá không? Ừ. Càng đẹp càng tốt ra. Họ qua đây họ lại tưởng là biệt thự nhà ai chết. Chồng ơi, ừ. Mai phải cái kéo đốn cái đào này lên đi nó mới lên nhỉ. Ừ. Nào họ cho một cây mình trồng bên này bên kia đây. Thì đẹp nhỉ. Thì mua giống hoa gì thì trồng được nhỉ? Sắc màu. Hoa sắc màu á? Ừ. Thế. Mà, nhiều à, đấy à. Ừ. Đá chi? À. Mở ra, mở ra. Có chịu, có chịu. Đây, đây, nó dính nhỉ? Được rồi, được rồi. Được chưa? Được chưa? Hả? Đang cẩn thận chưa? Giải đất. Chưa. Ra ngay nhỉ? Tí nữa em lấy con tay bốc rồi.
chân bò về rồi à? Bò ăn no rồi không nhỉ? Mà con yếu đấy. Con đẹp đấy. Ông bảo con uống nước á? Con bò con ấy không theo mẹ kìa. Làm theo phẳng phẳng một tí nữa. Nó. Xong rồi, cũng nốt sàn nốt chỗ này xuống đây là xong. Chỗ này chắc để trồng nước hơn, để trồng gì? Hả? Chỗ này trồng nước ngọt thôi. Ừ, trồng dàn nước ngọt ở đây, còn ở hai hết bên đường để trồng hoa nhá. Ừ. Thống nhất thế nhá. Em đi lấy phân. Ừ. Sát phẳng anh nhìn đẹp không? Vợ. Đẹp đấy. Đẹp đấy chồng ạ. Đẹp không? Đẹp chẳng gì. Đấy, nhìn sạch sẽ nó đẹp hơn nhờ. Dọn cỏ đi nhìn đẹp hẳn. Cuốc 6 hố cho em. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ừ, nên này phân được chồng nhưng mà anh cuốc hố. Ở đây phân đi trồng quốc hố nhá.
Hả? Làm 4 hố thôi. 6 hố thôi, sợ sau này dày quá. Đổ phân trực tiếp vào hố luôn nhỉ? Ừ, đổ trực tiếp vào đấy, không trộn luôn trong hố cũng được. Để cho nó dễ nó ăn được. Đấy, rộng thoải mái mà. Thế, rồi, thế mà cho vào đây. Cho nó chỗ phần đấy vào được. Còn cho một lớp phân trâu nữa. Quá thông minh nhỉ. Được rồi. Nặng không? Không. Chỗ đấy là hai hố. Một chậu bên này nằm, hai hố bên này nhỉ. Nào. Ít tí cho thêm chưa? Tí cho thêm ít phân gà nữa. Thôi. Đấy, hố nào ít cho thêm một tí nữa đi. Để cuốc ấy cho nó bé nó dễ hơn. Đấy mà không tôm nữa thì thôi. Ừ, lấy giống về trồng luôn đi. Đang làm đi. Cho 4 hạt nhỉ? Ừ, 3 hạt thôi. Đảo xong rồi vợ khắc trồng nhá. Vâng. Cho mới ấy 5 hạt vào. Bạn năm hạt năm góc đúng không? Như ông sao ấy, hình ông sao nhá. Nó đẹp nhá. Lên nước. Tưới đẫm vào vợ. Tưới nhiều mà. Mà ngày nào cũng phải tưới. Lý tưởng được tưới gốc đào thì. Mai cho mình rắc thêm phân trên nữa nhỉ. Nó lên nữa. Nó lên coi đổ thêm ít phân gốc. Tưới cả gốc đào vợ. Bằng bằng này là đẹp rồi. Bỏ mấy phân đi nhỉ. Phân đi trong cái mai trồng. Chua chua. Bỏ ra sau này. Mai làm cái gì. Giờ có cái gì đeo vào đây khi được ấy nhỉ. Mai bước nó lên rồi đấy. Ôi giời, rau này nắm sâu thế. Đây này mấy con sâu. Sâu ra đấy. Ôi, trông phải mang đem đi soi. Đây nào có mấy con. Sợ nhỉ. Ăn thế thế. Nó ăn sâu, sâu nó chưa kẽ, kẽ kẽ nó ăn ấy. Mai nằm cửa trong ngoài kia bắt lợn thôi nhỉ. Vâng, để chúng bắt lợn thôi, đủ 8 trong hối.
cây này nó quấn chắc hết rồi. Tóc phải có thế. Sâu ăn nhiều quá. Để sâu ra đấy. Cây này có mấy con nè. Sao tem vườn cà chua thay Tết. Niềm vui khi nóng vườn. Rau hết cả mìn. Em xong rồi anh ơi. Cơm thơm thôi. Đúng biết nấu cơm tối rồi anh ơi. Chồng ơi hết nước rồi. Cắt tiện tay cắt cả cây bên kia đấy nhá. Vâng, xong đi đâu ấy? Chị đi lấy ít sắt về làm chuồng lợn, cửa chuồng lợn đấy. Để mai mình bắt lợn về nuôi.
việc thế nhỉ. Thank you.
chưa?
chơi. Thank you.
Nên lấy được gần 100 bắp ấy. Bán gần hết rồi, còn bằng này à? Thấy còn mấy bắp thù chả bán nhưng mang về ăn. Ăn cái này ngon mà. Thì ăn cái này xong tí mình nấu cơm sau thì. Để vừa dọn nhé, con nước mà bác lên bếp đi. Mụng đâu mà ăn cơm nữa, chỗ đấy chụp gần chục bắp ấy được ạ. Vừa dọn cái này nhá. Dơ, ngon ngon quá. Nóng lắm, thùng về đi. Ngon kìa. Mua lép mới nó ngọt. Về xong á. Đó trải nghiệm. Trồng có nào nhá, em tìm nó nhá. Quá nhỉ, trên này lại không thấy củ nào luôn. Trồng ở đây tí, trồng mấy cho bằng đất rồi. Nắm hôi nhỉ. Ơ, bắt tiếng gì nhỉ? Chắc là tan nước nóng rồi. À được mà. Mình ngoan thế.
kêu đấy. Vừa ăn xong rồi uống cái sữa này là no ấy nhỉ. Vừa ăn sáng xong lại thêm một cốc sữa nữa. Trên đồ này họ đi tìm nhiều lắm rồi, mình cũng đi thử tìm không có. Mấy nọ mưa giờ nó mọc rồi đấy. Cái núi này nhỉ, vòng lên sang đây nhỉ. Mày bé thôi. Ui, bằng ướt. Nhưng mà hơi già. Phải cắt bớt. Già quá anh ạ. Ngọt lịm luôn. Ngọt lắm. Ngọt lắm. Măng này ngọt thật, không đặc biệt nào đâu. Thôi thôi. Để cứ đấy nhờ chứ. Tìm quanh đây không có. Em để núi ở đây luôn. Úi dồi anh ơi. Hả? Đây một ổ măng luôn. Hả? Nhiều lắm đây này. 1, 2, 3, 4 củ liền. Úi dồi ơi, không phải đi đâu đâu. Đi tàu đây coi đi. 1, 2, 3, đây nữa, 4. Úi dồi. Em đi tìm trồng thuốc nào nhá, em tìm nó nhá. Ừ. Trên này lại không thấy củ nào luôn. Ừ. Sang bên này nhá. Ừ. Ô, đây này anh ơi. Bỏ cái lại tìm một mình không đây. Bỏ năng ra tính rồi. Ôi, quả này hơi ngắn.
để xem nào. Đâu lên rồi? Bên này đi. Em bới đi hai củ. Đâu? Đây. Ừ, đang thử xem. Tao bỏ ra nuôi ra dòng quốc cho. Dòng quốc à? Quốc nhanh hơn. Ừ. Đây, bên này có một củ bom đấy này. À đây. Ừ. Ôi xong rồi, gãy cán nó. Ôi trời. Ôi ôi nó bị mục rồi, vỡ rồi này chồng. Thế thôi đào cố bằng cuống thôi. Cuống cuống cũng dễ mà. Để xong anh chọc phát. Bẻ phát được đấy. Ôi. Ui ôi vàng ươm ngon thế. Trông thử miếng nó ngon. Ờ. Mà. Ngọt cực mà vàng không? Ừ. Đâu đâu, còn đâu đâu. Chưa? À đây đây. Tôi tìm lấy mồng chưa? Cẩn thận nhá, đừng đào vào nó nhá. Ừ. Ở đây có một củ bé thôi anh ạ. Ừ. Em cậy lên cho anh. Cậy bốn xung quanh lên đi. Trời ơi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Rồi. Đây này. Mầm này to hơn. Rào cái này ra xem. Mới xem thêm bên này còn không? Đây rồi. Em mới đến đây xem. Chỗ nào đất ẩm ẩm ấy, nó lên nhiều. Củ này to đấy. Đâu, vỡ ra. Đây này. Củ này lên, nó lên cả lá rồi mà. Ừ, to chưa? Ừ. Em nghĩ là loanh quanh đây kiểu gì cũng có. Chỗ này lắm măng anh nhờ. Ôi, măng này, chỗ này to đấy. Ôi, đây, 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 anh ơi. Ừ. Đây. Đây, củ này to chưa? Đâu em xem nào. Wow, ừ. Ngọt thế. Vàng ươm. Thế nhỉ? Củ này cũng to đấy. To thật. Đây nhá, em để đây một củ này nữa nhá. Ừ. Này nó sâu thật đấy. Cái này sâu lắm. Không thấy nữa. Ừ. Nhiều rồi mà. À đây rồi. Đấy, ngon chưa? Ôi, đây đây, sang đây. Đó. Đi. Em tí nữa nhặt cái này vào nhá. Vâng, đây đây, hai củ liền luôn. Ừ. Cái này. Em vừa khám phá ra. Rồi. Quá giỏi. Tối về thưởng nha. Hết hơi còn thưởng nữa. Vào đi lấy củ nhá. Có mấy 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 củ liền. Ừ lấy đi xem nó đầy, có khi đầy củ rồi đấy. Chắc đầy một củ ấy nhỉ. Sao được nhiều mà. Ừ.
Đây ra được 4 5 củ to lắm. Không mang được, bỏ vào đi. Vâng, củ đấy rồi. Em mới không còn củ nào có lại đâu. Ừ. To thế nhỉ. Thế là tôi vô mà anh. Giờ rồi đi cho vào củ đi. Anh nhặt đi. Ôi đây đây đây, anh ơi. Ừ. Củ này lên cao này. Ủa, củ này to đấy nhỉ. Ừ. Củ này nó về nó quấn. Đào luôn. Để anh xem quan cái còn củ nào đào mốt không chứ về đi. Quá rộng thế. Củ to đấy. Không. Ô đây. Đây một củ nữa anh ơi. Củ này cao này, mang về làm măng cuốn. Tí nữa mình để mấy củ lại để vợ làm măng cuốn cho chồng ăn. Sang đây đào. Tới đây nghỉ uống nước một tí đã. Nó mệt đó. Không về nhặt bên kia còn nhiều lắm. Đào một đống ở bên kia rồi. Vâng. Đào hết củ này thôi nhá. Đào hết củ đấy rồi thôi đi về đâu, mệt lắm. Nặng quá tí mùi rồi. Mày đâu? Về đào cho. Cái bước bé chưa? Đạt phát là độ đấy mà. Ấy non quá không? Mình còn đào sâu ấy. Ừ. Cái sâu quá non đấy. Ôi ôi, tí xin cái dao đi coi. Ôi ôi, mệt, mệt. Nghỉ đó. Nước đã. Nhìn anh này. Tết hết ngồi. Ngắm hôi nhỉ. Đào được, được một gùi măng thì tết hết ngồi. Không dễ ăn. Đâu đi, đi gom đi. Mình đào mấy đống liền làm kia kìa. Nghỉ đó. Đống nghỉ đi. Rồi cái đấy chọn. Rồi bớt đất. Đấy, cái này mới non nè. Một tí đi chợ bọn nó kêu rồi cái đất đến giờ ấy. Rồi. Đấy, đẹp chưa? Còn củ này nữa, cho nồi nốt đi. Dựng nó lên này. Nằm nó xuống. Tí củ to thì cho dựng lên nhỉ. Ừ. Chắc đầy gùi đấy, sợ còn không hết mà. Chắc chắn là đầy một gùi. Nào nhiều hết rồi. Đây cho mấy củi vào với. Đấy, con này 4-5 củ này. Sang đống này nhá. Vâng. Khổ thế. Nhưng mà chặt bớt thì cho đỡ già thôi. Thấy củ nào nữa không? Lại đào tiếp à? Đi đâu thật đấy. Ôi ô, củ này chồng làm phang vào nó đi rồi. Đẹp thật. Đi tiếp. Chồng đào tiếp đi. Cô chú đi tìm măng à? Cháu đi vừa nãy cháu được một gùi rồi. Có được nhiều chưa? Có tìm một tí nào chưa? Đấy thôi. Có vừa đấy à? Vâng. Ô nhà cháu đi từ sáng rồi đó. Bên này còn một gùi nữa chưa lấy mà. Măng này ngọt đấy. Ngon thế này. Chồng ơi. Ôi. Mẹ gom măng đi về đó. Ừ. Thế cô chú lấy măng sau nhá. Cháu về trước nhá. Ờ, về à? Vâng. Cháu đầy vui rồi. Ờ. Đây rồi. Ừ. Đây. Con cầm lấy đi cho. Con nặng. Ây da, nặng hết đấy đấy. Chục cân rồi đấy. Xuống cái này thì chắc chỗ kia phải hơn chục cân, hai chục cân đấy đấy. Ôi, đây này, đống này toàn củ to này. Mát mẻ, ủa, mình lấy từ đầu ở đây toàn củ to này. Toàn củ to mà. Còn cho vào đi, chắc không được cắt hơn, cắt rồi. Cắt rồi. Ừ, dựng nó lên, dựng nó lên. Đấy. Nặng phết rồi. Hết dầu rồi, em có lấy măng không? Em lấy măng không? Có à? Măng ngon thế. Thế kia còn một đống nữa là đầy rồi đấy nhờ. Ừ. Để cho
mình đây. Cho cái này, cho cái bé ở dưới các bạn ạ. Cho cái to ở trên. Đấy, cho cái bé ở dưới này. Châu lại thấy của bé à? Ừ. To thế, nhiều màu cũng to thật. Này chắc to đấy. Ừ. Mét mét rồi đây. Về thôi anh nhỉ. Ừ. Thấy củ to thì lại đào thêm. Ở ngay cạnh nước thì bầu to. Ừ, củ nó to thế. Đó, củ đi về đó. Đây rồi. Đi em, đi em. Cho phép đi. To mà, tôi cho vào đấy em về đi. Đây rồi. Rồi, đây đây vui rồi, đây vui luôn. Đi vợ. Nào, cho lên này nào. Xả ra vào đây. Ôi, này nặng đấy nhỉ. Mang này nặng đấy nhỉ. Này mấy chục cân đấy. Này này vợ không mang được đâu, với vợ chồng mang ra chợ cho vợ bán nhá. Vâng. Đi. Cầm quốc với thuẩm nhá. Vâng. Cái cán chắc bỏ đi thôi. Nặng thế nhỉ. Mang này nặng thật. Cái này phải hàng mấy cân đấy? 30-40 cân đấy. Vợ ơi, bắt tiếng gì nhỉ? Sao có cái hố ngủ ở đây nhỉ? Vừa nghe tiếng mà. Có con lợn. Nó rơi hố này. Rơi hố nhỉ? Họ đào hố này. Họ dấp cái này lên này. Cho họ đào hố để bẫy lợn ấy. À đi lên nhá. Lợn vàng ơi, lên đây nào. Con này hiền mà, nhờ. Hiền thế nhỉ? Nó là họ để sắn này, mấy thức ăn đây nó nhảy xuống đây này. Đấy, cho nó đi đi. Thôi đi đi. Đi ngừng gỡ nhá. Uống nước không? Con này nó không đi này, nó vẫn đòi ăn ở đây này. Con này hay. Vợ cho nó uống nước nào. Không có gì để cho nó uống. Ô, con này hiền thế. Uống không? Ô này con ăn lợn nó lại rơi xuống tiếp. Vui đây vợ. Đấy. Vui đây mà hôm mai có con gì nó lại rơi đây khổ thân nó ra. Thôi đi về đi. Kệ nó. Chả biết lợn ai hay lợn nó hiền đấy nhỉ. Chắc lên đây ăn kiếm ăn lại rơi hố. Ừ. Cầm các thứ nhá, cầm thuồng nhá. Ừ. Cuốc cái đồ. Cuốc gãy hay. À gãy cái này. Bye bye nhá. Lợn ơi, tạm biệt nhá. Không được rơi xuống hồ đấy nhá. Đi. Đừng rơi xuống hồ đấy nhá. Tạm biệt.
nhá. Nó theo. Chắc đói rồi, theo mình về đòi ăn rồi. Hay nhờ. Cho nó về nhà xem cho nó ăn cái gì đi vợ ơi. Hả? Em đói à? Đi đi xây dựng đi nhá, đi về đây. Tạm biệt. Ủa? Nó theo à? Vẫn đi theo sau. Theo sau à? Gần mấy con này đấy. Cho nó về nuôi nhỉ. Nước rồi, nó theo mình về đây uống nước rồi. Uống nước này. Nó khát nước, nó theo mình về uống nước ấy. Nhỉ? Đặt tên cho mày nhá. Thì đặt tên cho mày là Su Su nhá. Sướng chưa? Chờ tí. Uống nước rồi. Su Su Su. Đấy, mấy hôm chắc ở hố chắc là lâu rồi sao? Mấy ngày sao? Khát nước nhỉ? Chắc là khát nước nóng mà. Sao mày nóng chắc là hố ngoài bao hôm rồi. Thèm nước rồi. Kháo nước rồi. Chán rồi, uống no rồi đấy. Người chết. Lại bị đặt tên cho mày là Su Su nhá. Ở đây nha, mình để nuôi nhá. Mình có duyên với nó đấy, nó theo về nhà mình mà. Thế nào? Su Su. Sờ tí. Sờ sờ bụng thôi nhá. Để em đi lấy đi, cho nó ít bám cho nó ăn lên nào. Đặt tên là Su Su nhá. Hiền mà, đây này sờ được cái này. Vợ ơi, đã nó sờ được mà. Hiền không? Mấy đứa trẻ con nhà mình mà về thấy nó thích lắm nha. Nó hiền mà. Mà không nó đi thì cho nó đi về nhà nó lên rừng. Nó ở đây thì kệ nó thôi. Cho ở luôn nhà. Con lợn này nó khác với những cái con lợn kia là mấy con lợn nó nhát, sao con này nó không nhát nhỉ? Nó không sợ người nhỉ? Nó đói quá rồi, cho mình sợ thôi. Đây này nó bạo mà mấy con kia có đến gần được đâu. Đây này đến gần nó chạy đây. Mấy con này đến gần, con này đến gần nó có chạy đâu. Thế hôm kia hôm qua mình vừa bắt nó chẳng sợ. Con này mình cứu nó mà nên là nó cũng sợ mình ấy. Ăn hết sạch luôn kìa. Đấy, ăn nó đi, nhiễm nó đi. Đấy thế. Đấy, sờ được mà. Ngoan thế nhỉ. Đặt tên cho em là Su Su nhá. Ngoan thế. Ô, sờ được. Ngay chồng bắt tạo nó vào cái chuồng kia. Con này thả rông nó quen rồi ấy. Nhốt chắc nó không nghe đâu. Mà nó ngoan này kệ nó. Sợ nó phá rau không? Vợ chồng mình có duyên thì nó về với vợ chồng mình thì kệ nó thôi. Nó thích kìa, nó nghi kìa. Đấy. Nhiều quá rồi. Chính nhỏ đói nhỉ. Bị nhốt chắc bị rơi hố mấy ngày rồi đấy.
là ăn này ít đi, nó nóng đói đấy. Kệ cho con này nó chơi đấy. Đi theo đấy, đi theo vợ kìa. Hả? Đi theo vợ đấy. Không được ủi lung tung nhá, không được ủi rau. Xu, xu. Chị đốt nương à? Đốt chưa? Sắp xong chưa? Phải vuốt vào mới cháy nhỉ, nó ít ít quá đúng không? Ít quá. Vâng. Nước nữa. Bà ơi. Bà chắc không đi chợ luộc măng phơi nhá. Vâng. Ừ. Luộc phơi xong là để chồng làm nốt cái rau này không, trồng rau nhỉ. Vâng. Đó được không? Đi từ sáng giờ rồi. Ăn tạm đi nhá. Ôi, cá mới nhá. Xong rồi. Thôi, đi để luộc măng thôi. Ui. Làm măng khôi luôn. Quýt. Hôm qua tối mình làm măng cuốn ăn nhỉ? Ừ. Vâng. Nghỉ số cám anh ạ. Chắc vẫn còn đói hay sao ấy. Ăn rồi nó vẫn muốn đi nghỉ. Hay nhỉ, nó về nó ở nhà mình nó chạy đi nữa nhé. Đòi mò ăn lung tung nhé. Kệ nó. Mình để ăn dần nó nhỉ, chồng ăn không chợ nữa. Sáng hay bảo đi chợ bán nhưng mà thôi thay đổi rồi. Thay đổi ý đi. Làm măng khô ăn. Bảo quản được lâu.
tối nhỉ? Trong ngõ em con lợn thì nó đi đâu á? Ơi, Su Su. Su Su. Thế đây thế nào? Ăn đang không? Nè. Đấy, ăn không? Không ăn à? Ăn gì? Đây, cho này. Ăn đi. Có, nó ăn vỏ măng non anh ạ. Đây, này. Này, ăn cái này không đáng này, cô ơi. Su Su. Su. Su Su. Anh không ăn. Bỏ mấy củ non non này để mai luộc bữa. Luộc chấm mè hoặc xào. Chắc để mấy củ lại thôi. Mấy củ bé này. Thế thôi để bằng này thôi. Để chút đấy lại ăn được hai bữa đấy. Sắp xong nhanh. Bò của ông con vỏ măng này không? Ăn cái này không? Ăn vỏ măng thì lấy về. Đồng cháu đang bận làm vừa tí không ạ? Không đâu bác. Nghỉ tí đó. Cái nước con uống nó trời. Bỏ bao nước đi bỏ về cho người ta cho trâu ấy, nhà mình cũng khó ở con trâu á, cho trâu ăn được cho con á. Con hết rồi, đường hết bao ấy nhà. Cỏ sạch đi mới dùng được rau mới chứ. Tí nữa rồi. Tí nước mới ông tí xong rồi đi làm nữa. Thank you.
to do it. Vâng, nửa mỡ nửa nạc để băm nhân. Rồi, bắt đầu băm. Chồng ơi, xong rồi. Về lấy hộ em cái khay để thịt với. Được rồi đấy. Được rồi. Đấy, khay trắng nhá. Làm đấy, nhờ. Cho rau thơm này nữa. Chứ bây giờ thì rửa rau thơm lắm. Cái mỏn tặng trên này cho sạch nhá. Rau thơm. Đây là thịt trộn rau răm. Nhân của món măng cuốn. Được chưa? Được. Khăng chưa?
chồng ơi, măng mè bột được đấy. Còn đầu treo nhá. Đâu đi vợ. Đây này. Hai củ đủ ăn không? Đủ, thoải mái, ăn mấy. Củ tư này được nhỉ? Măng khô này ngon lắm nhỉ. Vừa nãy mình còn để lại cái củ nhỏ nhiều nhỉ? Củ nhỏ ăn được khoảng 3-4 bữa ấy. Thử xem nhá, xem được không? Được không anh? Nó vót cái đầu nó nhọn chứ. Đấy vợ ấy đi mà chặt. Trên này treo nó khô ngon ngon nhỉ. Ừ. Này được không? Dạ. Yeah. Ừ. Thế thôi. Cho nó. Nha. Ngắn quá không? Vừa đấy, không được đấy, được mà. Được nhỉ. Vợ làm ăn đi, có muộn rồi, đói rồi. Làm ăn cơm thôi, đói rồi. Được nhiều không chồng? Chắc được chục giây đấy. Được 5 giây rồi. 5 giây rồi. Vâng, chồng làm xong rồi chặt thua gỡ cái bắp cải nấu canh à, luộc ăn cho mát.
thử xem nó dẻo hay nó đặc lắm rồi mới cho thêm trứng. Ngon thế chứ ăn đã thèm. Để tí hạt tiêu nữa. Chắc lót cái này xuống. Trông ơi măng ngon lắm. Ngon lắm à? Ngon tuyệt vời. Úi xồ ôi trông ơi. Hả? Có hai miếng này to oành luôn. To nhường cho vợ. Có con miếng bé đâu ơi. Nhường cho anh đấy. Cái cuối cùng xong rồi. Xong xong rồi à? Ừ, đây, chèo nốt cái này nữa là xong. Nhanh thế, em còn chưa xong mà. Còn đây dây cuối cùng là hết. Ok rồi, xong rồi. Chồng ơi, con su su hôm nay nó lạ hay sao mà nó kêu đấy? Chào thêm cây rau nấu bát canh. Nhắm canh ăn cho mát nhỉ? Vâng. Hay lại quá. Hay là nấu canh trứng hay rau nhỉ? Canh trứng cà chua nhỉ? Trứng hành thôi. Hành thôi nhỉ? Cà chua hết rồi. Thôi nhé, không ăn rau nữa nhé. Ừ, nó nhiều măng rồi. Ừ, ăn măng mấy cái trứng rồi. Đã xong. Ngon tuyệt. Chồng ơi, chín rồi, sắc cơm vợ với. Ngon lắm. Ôi, còn nấu thêm mắt canh. Ôi, món này vừa cạn luôn. Nước chấm thần thánh đây rồi. Ngon đây nhỉ. Ôi dồi, ngon tuyệt vời. Hành thái nhỏ ở đây đấy, thái bình thường. Thái nhỏ thôi. Cho hành luôn vào đây nhá, tí mọi khắc đổ vào nhá. Vâng, tí mọi nấu thêm bát canh thôi mà. Ăn cho dễ nuốt. Đây nhá. Vâng, xuống bê cơm lên không bỏ bớt. Rồi rồi. Cơm múc sẵn ở đây rồi à? Vâng. Cơm đấy gì? Vâng. Bạn bộ ăn. Thế thì cho mấy vợ đi. Lúc mang mình nhá. Rồi mang mắt đuối rồi. Ăn canh này nữa, ăn cơm rồi. Ngon đấy nhỉ. Ừ. Ăn cơm luôn nhỉ. Xong xong cơm đi. Nói quá. Để vào canh trứng ngon thế. Ăn bắt đầy nhá. Vâng.
hơi khó khăn quá. Có gì khó. Chồng lấy đũa chồng làm gì vậy? Không sao đâu. Thôi, mời cơm đi. Con đói. Đi ngắm đi ra. À, phụ biến thế nào? Chấm cần thấy mình làm ấy. Rau làm nữa. Ừ, ngon nào. Ngon không? Rồi đấy. Ăn đi bà. Ngon nhỉ? Nó gió ăn được to này. Ừ. Ăn hết bẻ. To thế. Ủa? Chi ăn đi. Nếu là hai cái này là của chồng ấy. Ừ. To không? Ừ, to. Ngon không? Sướng không? Ngon. Chấm ớt cũng ngon. Ở cho chồng miếng to nhất là mình nhé. Ừ. Ngon. Ừ. Vừa chẳng canh. Ừ. Thêm trứng. Ăn gì đó. Chí nữa ăn thêm chứ. Ăn miếng bé này ngon. Miếng bé ngon hơn. Miếng ớt cay cay ngon nhỉ? Rồi 4, 6, 8, 10, 12 tuổi.